cho ngủ là ngủ bắt quỳ quỳ có ngủ lớn trời trời okay. Sống đó mà xuống luôn tôi thấy đứa rồi thấy con rồi chục người ly dị chồng người nào cũng không gặp đúng người quá nên nó ớn hả gặp đúng người quá khổ không mà không bỏ được chồng cứ dính vô tập gì món gì cũng có thường lại còn chửi cha nó mẹ cũng thời đại này là muốn dụ mưng mà đánh thật sự là thì ở cái đám mình còn chấp nhận được còn này chửi với chửi ba chửi mẹ chửi con gia trưởng không gia trưởng nó mà gia trưởng thằng anh mình đôi lúc làm cái gì sai nó đánh nó thằng em nó bắt đầu đi hạ ngoài đâu nó dám đánh người ta dễ đè vợ con trời em đi nói ai hỏi tầng người em đi con dẫn con đuổi đi lấy hết tiền cái nào quần áo không có giấy tờ không có đi bộ từ trong cái Bến Tre đi bộ mấy cây số ra bến xe cái đi bỏ thì đi từ đó nhận cái người ta hỏi mẹ đâu cái hỏi mẹ thì chạy sau này em biết lúc sau này em lên em làm em biết lúc đi mấy tháng em lên em làm cái này em biết lúc rồi em bị dập tắt trước đi học con bự ra bự con nhất lớp những khi em lấy chồng có vài năm về mà đi học mà không chỉ nhìn mấy đứa già sáu cộng ba mấy cái làm gì ở đây thôi mà đi làm cùng á thấy bạn bè đâu chứ gặp em bỏ nó bỏ hai tháng trời lên tám tiếp họ nó hỏi chờ hỏi chứ đi ăn không ăn gì để chờ ớt hết bệnh cái chữ đi mất của nó hỏi mùa đâu phải là ăn chứ ăn nhiều là mập nó cho ăn vô có súng đánh đầu nó nhịn dữ lắm dù không đánh nói gì chữ gì cũng nói lại mà tự nhiên cái rồi bỏ đó giờ sau này mình gặp thằng nào nó nói mình cái là ở đầu cãi thì không có thuận thì quýnh nó luôn nó không quýnh mình nhưng mà quýnh nó luôn lì giờ đâu sợ rồi nó tại mình nghĩ mấy người hỏi chứ sao nó vậy không bỏ mình nghĩ hỏi giờ hôm nay vợ chồng ở nhau có đụng chút là bỏ ráng ở biết coi nó có thay đổi hay không còn không thay đổi càng nghĩ càng lên được thấy mình càng nhịn càng nghĩ càng làm tới bắt ăn nhãn cho ăn cho ngủ là ngủ bắt quỳ quỳ trời có ngủ lớn nữa trời trời ok sống đó mà xuống luôn có chuyện bắt quỳ sao không báo công an trời thôi nghĩ thương nó thôi giờ nó làm nó đánh em trả giờ nó hết lại chịu là bình thường chưa giờ tưởng tượng ở trong là buổi này mà có thì đó mấy người trên em bây giờ lên trên đó hỏi em mà ai cũng biết chưa bây giờ họ thấy em hoặc mọi người hồi đó hỏi không thương mà nói với chồng em là nổi tiếng hơn sao cũng thương cũng không biết thương là gì nữa hồi tại hồi đó em biết nó rồi thì cái hồi đó nó kêu chờ 3 năm thì kia cũng chờ 3 năm với ai biết gì đâu rồi nhỏ mà phải chơi chung thì thấy chơi em mấy tuổi thì quá nhỏ rồi đó mình đâu có nghĩ gì tới chuyện yêu đương đâu mà tính em hồi nhỏ chị em cũng làm gì mà ai mà cấm em lại mà đi lắm cái ông anh đó ông cũng nói em là nó không có tốt mà cũng nghĩ thôi tại rồi đó ba mẹ em chửi không bao giờ nó nói một câu nào nó siêng làm lắm ai ngờ cưới 11 giờ tới 1 giờ lên tiệm tóc mà em đi gội đầu nè làm thằng đóng rồi đó có bầu em ba mẹ cũng cho cưới cái lên gội đầu cũng lên tới tiệm nó cũng chửi rồi má lên mẹ từ rồi nó hết cuộc đời từ từ đó là mong rồi đó em không ngờ nó trở mặt ở chỗ đó luôn dễ ngoan mà trời tội nhịn đúng này cái sau này em về bắt người hỏi cho mày nghĩ ra mà mày lấy hết cái hỏi chứ hồi đó thấy nó tội nó thấy đâu phải giống vợ mà chứ nghe nói mày xa chứ tính nó hồi trước giờ đó mà hồi đó con nói chuyện giờ là cấm không cho nói chuyện về lớp rồi
vậy cái thấy nó đi cái xích đi theo, bỏ nhà đi theo luôn, nhà tìm quá trời rồi đi đi quá trời, rồi đi theo cái bầu về cưới chứ đâu ba đâu cho cưới. Sau này nó ôm nhỏ kia cũng giống em bây giờ cũng tự cũng đánh như con ôm đồ đuổi giục đuổi đi nếu mà con không đi rồi nó bỏ theo nó nhìn đó nhìn khác cũng gồm cũng bụi không chứ ở đó đi cực cũng với bộ chứ đâu có sung sướng đâu. Mình nghĩ chắc nghĩ sao lại chấn thương mình ai ngờ cưới về buổi đầu tiên cái gì đợt mà em với nó đi làm nó dắt em vô Đà Nẵng làm mở cách Đà Nẵng 200 cây số mà đi đó đâu đi xe được đâu rồi vừa núi vừa rừng chỗ mà làm cái lên nó lên mình ra làm cầu cấm để mấy người đi để bàn á bây giờ đó là cũng cùng cái đi nấu cơm cho 30 người ăn hồi đó nó có mình bán 1 kg 1 kg đi nấu cơm 30 người ăn mà từ sáng tối nữa rồi nó ớn lòng nó nóng quá đó Đà Nẵng nắng vậy mà cái nấu sáng dậy sớm hồi 2 giờ dậy nấu cái sáng họ ăn xong không mới dọn mới chuẩn bị nó là biết nó nhậu biết có 11-12 giờ rồi ngủ có không có cố ngủ được đâu cái là đi nó ai đã dậy nó còn đâu nó dùng đâu được điện thoại đâu cái nó với cha con nó chửi bữa nay dùng bữa nay nấu cái này chê sao nó không cay ngày mai nó kêu sờ thịt này dai ủa mà thịt người ta dao sao không biết được rồi nó nghĩ mười mai có mới có 11 tuổi đi làm có nó nghĩ đậu đè tự nhiên đòi đè má đời tôi thê thảm rồi tôi nhìn cho người ta biết thôi phải chửi ngay giữa mâm cơm bao nhiêu người cái em hỏi sao em nghĩ bỏ đi hỏi cái chuyện đi chung nó không muốn đi sợ không có lo mình nghĩ chắc nó lo em hỏi chứ hỏi cái thì em nói vậy chứ không muốn đi thì em chắc đi tại trong đó cây xa rừng xa đó nó cái đường đi em nghĩ thôi em không đi cái đợt 2-3 bữa sau tự nhiên cái bữa đó ông già nó đi gọi điện đâu mấy cây số có sống cây cuộc sống thì rồi về quê cái nhà cái máy nhậu nó tự nhiên gây mình cái nhà nó đuổi em đi giữa rừng giữa rối gì chứ cái hôm bữa đó em ấy hôm chắc con rắn nó chỉnh xong nó rừng trăng mình nhiều lắm cái nó đuổi về cái sách đi đi ra ngoài đi xuống ngồi cái lắp cội lắp lấy cá cá nuôi cá lên nằm nó thường em sợ sâu rồi mấy cái con bỏ cái đầu cái ma thì không sợ đâu à cái lóc vừa lóc xong cái rắn bự nè lông nó rắn cái lông rắn nó có dấu tổng nào luôn nó bò đâu cái thấy là thấy nên nghi ngay rồi là thấy tái mặt nghe cái mà nó bò qua là nó chạy chạy lên đâu cái chốt đâu đâu chui vô trong mấy ngàn bao xi măng người ta chùm nó chui nó trốn cái hồi cái em nghe nó đi nó rủ cái ông là đi kiếm em á 12 giờ mấy 1 giờ cái tại mình thấy nó kiếm mình tính tội mình chui ra cái nghe nó nói câu gì tan thử thôi ở luôn đó chứ cháu của bác đi tìm vợ cháu không có thì sáng mà bác đừng có nói với bố cháu là cháu đuổi vợ cháu đi rồi nghe câu về là hiểu nó nói gì ví dụ ngày mai nó hỏi kêu em bỏ tôi chai ra phòng nó vậy thôi nghe câu đó nó tuyệt tình cái xong sáng ngày cái ông già không thấy đâu cái mấy người đi tìm cái ông già kêu ông nghĩ mất tiền hỏi chứ mày nghĩ nó với con gái thì nó dám đi đâu hỏi chứ nhắc nếu mày mà đi giữa rừng giữa đó rồi mày nó ở đâu cái ai nhậu đứng ngay chỗ cái lấm xi măng đó không biết họ đoán vậy á không nghe vậy chui ra cái ông già nó chửi không có gì chưa cái 2-3 bữa lộn được tới chẩn miết cái đầu em mới viết giấy với thằng kia nói chuyện không dám nói chuyện đâu là nó ghen với thằng đó tại có bữa là thằng đó nó ở nó đi về vợ nó lên trễ cái em đang nói cái tự nhiên cái cắt cái dạo bé quá thằng heo lái nó cắt được cắt xé miếng vậy máu chảy cái đầu cái thằng nó bó lại cho em thì giống như anh như bệnh thường thấy ai đứt tay không bó thì người ta vậy nó ghen thôi nó không ghen cái nó chửi em thằng đó này nọ cái đã ghen vậy rồi cái bữa đó em nghĩ nhiều người nó tức quá cái hỏi em giận muốn đâu em chia giấy cho em nó hỏi vợ em muốn đi ra một cái xe là đi ra xe qua lên hồi đó Quảng Ninh hồi đó mát là hồi đó lắm cái giấy thả xe cũng đi vậy cái xe mai là hồi đó viết giấy dùng xong cái ơi đưa chưa kịp là mới có bỏ vô trong cái đổ thằng đó cái thằng chồng nó về xong mới thấy lấy tờ giấy đó đọc cái nghĩ là em bỏ theo hoàn toàn cái hồi đó thì công nhận là lúc mình sai là mình viết giấy nó tại nó không có hiểu lý do nằm đâu nó nghĩ mình theo hoàn toàn sau này cái về nhà đi với ông già nó đi mấy tháng trời về là cuối cùng có ngày nào người ta được cái thời gian sống đi có ngày nào trời nó đến khổ mà đi với đi hồi đó ớn nha đi rừng á đi phải lội suối nơi đồi nơi núi gì đồi trời ớn
đi đi đầu vàng là trong trường thi nước đọc pháp luật không tới luôn. Người ta đi mấy thằng diễn tập đi sang nói cái căng mà nó bắt còn bự 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 ớt như vậy, rồi cái xong thôi là cũng thôi chứ ai mà vô đó là tập điều hàng nó đi sao quê lắm, như chồng em đi làm vậy đó, cái đầu dính vô tấm chỗ mua giấy dịch vụ á rồi đưa vô chổng thôi chứ thấy đường biết đường đâu đi ra nhà vườn nhà ở chợ đâu ở nhà nhưng được ở nhà em đang ba nó sẽ tổng cái nào có mượn nhà cái ông nó ở cái bà nó có thấy mà con thấy khóc luôn, tao thấy mà con kêu hỏi chứ tao ta sống từng tuổi này chưa giờ tao thấy cái ai mà nếu mà không tận mắt thấy thì không giờ tin cái chuyện mà em kể đâu. Em mà tuổi ít nó ở cái hồi nó ít nó chuyện với ai lắm, dù đang nó đang đánh đang khóc vậy đang sưng ngõ khóc vậy thấy ông ba lên xuống rồi ắt lau mắt đi ngồi cười cái làm gì vậy, tại lúc trước ổng không cho quen cái sau này cái buổi cưới ổng cho cưới. Cái ông hỏi chứ ba mẹ nói thì hỏi chứ tao nói mình không nghe thì sao mà có khổ thì đừng có la đi từ lúc giờ. Em nói nhiều hồi ở nhà không có gì ăn, qua tới nhà cũng không giờ kêu em ăn cái này kêu không bao giờ em ăn cho ông trả giờ qua xin mà nghĩ tự động lần nó ớt bây giờ con giờ nó ở với chồng hay là ở với em chồng không có con khác mà tao bảy anh con bữa nay 7 tuổi mà bỏ người 3 4 tuổi 4 tuổi là 10 bữa chứ mà gom lại chừng bữa chừng rồi đi chơi nó hái cà phê ngày hai vợ chồng hái cà phê quán á ngày được mấy trăm ngàn chứ cứ tối là đi mấy triệu thì tối đi mấy triệu vậy đánh bài sóc dĩa nhậu nhậu xong cái đầu hứng đánh bài xong cái đầu buồn cái hát karaoke rồi hết cuối cùng hai chồng làm riết rồi nợ không có tiền chơi không có tiền thôi không đứng dậy hát karaoke tội nhịn dữ lắm ở được 2 năm trời đánh lần đầu tiên đánh em mà nâu hai mắt nâu mà nâu 2 tháng trời tầm đỏ máu á 2 tháng trời chưa hết. Thời này gặp trường hợp đó người ta thấy cái nhờ pháp luật can thiệp liên ở đó nhiều người lo lắng không quá với bộ chứ bây giờ ở đây nói thật sự chỉ cần cái lộn thôi à cái lộn thôi là cái lộn mà bị chửi bị dằn vặt thôi là đã không chấp nhận là ở làm gì mà tình trạng bị đánh bị khổ sở vậy. Mình là người, nó là người, tại sao để xảy ra tình trạng đó được? Chàng hồi nó nói mấy người chửi nó kệ nó ráng ở riết cuối cùng ở đâu nổi cũng có duyên có đợi tới lúc đi là đi.